Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high-end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi trưa hôm nay thì em Dương sẽ lên cho nhà mình sản phẩm áo len nhé. Áo len trong kiện hàng của Nhật. Thì hàng cũng rất là đều, độ mới rất là cao nhé. Hôm nay thì em sẽ đồng giá là 199.000 cho một sản phẩm. Free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay em lên khoảng 50 mã nhé, bắt đầu từ mã Y hôm trước. Thì hàng trong kiện Nhật thì nó cũng có rất nhiều áo thương hiệu lớn cho anh em mình nhé. Chất liệu thì hàng Nhật thì nó cực kỳ đỉnh cao rồi. Rồi, mã đầu tiên này, lên nhà mình một con len họa tiết rất là đẹp này. Đây, con này màu nâu nhạt nhé. Đây, có các họa tiết này. Đây, phối len, con này mới đẹp hoàn hảo nhé. Đây, thường thì áo len anh em cứ mặc đúng size áo cho em thôi. Đúng size áo là vừa nhé. Nó tại vì nó còn co giãn ấy, nhiều khi là cái số đo như vậy nhưng mà nó còn co giãn ra. Con này của S-Claim này, tay bò tốt này, con này mới lắm, con này mới 95%. Ở dưới nó có bo nhé, đấy, ở dưới bo này, dưới bo, tay bo. Đây này, những cái con này nó không cho giặt này. Con này hàng nội địa của Nhật nhé, tem Nhật này, đây này, con này nó không cho giặt đâu, nó chỉ giặt tay thôi. Đấy, nhưng thường thì rằng áo len anh em nên giặt tay bằng nước lạnh giúp em thì nó sẽ đỡ bị co ấy, co len. Mã Y101 nhé, vai 47 bụng 48, dài áo là 68, dài tay là 60 nhé. Con này thì cho anh em tầm size L cho em ạ, size L nhé, size L mặc cho em ạ, Y101. Tiếp theo này em lên nhà mình một con len, con này chất rất dày dặn này, cổ tim này, con này hàng của Nhật này, Tokyo này, Dan Jack, size trên áo là size M cho em nhé. Size trên áo là size M này. Đây, con chất len cực kìa dày dặn luôn. Mà Y102 nhé, vai 45 bụng 44, dài áo là 61, dài tay 57. Con này size M ạ, size M hoặc size L cho em nhé. Con này nó lại cho giặt máy thoải mái anh em ạ, em Nhật nhé, em Nhật. Y102. Tiếp theo này, lên nhà mình một con len mỏng này. Len mỏng này, Anana, con này hàng Nhật này. Con này len mỏng nhá, chất sờ mịn lắm. Ở mã Y103 nhá, vai 47 bụng 44, dài áo là 58, dài tay 57. Con này thì cho anh em tầm size M nhá, size M mặc cho em. Size M này, đấy con này nó cho giặt tay thôi nhá, giặt tay hàng nội địa Nhật nhá. Ở mã Y103, vai 47 bụng 44, dài áo là 58, dài tay 57. Đấy, thường là vai nó trễ như này, vai nó rộng này nó sẽ mặc trễ xuống nhá. Đấy, dài 58 thì anh em cứ tầm khoảng 1m 65 đổ lại cho em mặc vừa nhá. Tiếp theo này, đây là mình một con Island Sommer này, này hiệu châu Âu. Một con len cực kỳ dày dặn nhá. Nó có lẽ nó bị rách mất tí đây rồi. Đây này. Nó chưa rách vào bên trong đâu, nó chỉ rách cái đoạn bên ngoài tí tí thôi. Đấy, em mã này em để tặng mã nào có đơn nhá, len cực kỳ dày dặn luôn. Mã Y104 này, vai 48 bụng 52, dài áo là 64. Dài tay 53 nhé. Mãi tặng bạn nào có đơn nhé. Một con len cực kỳ dày dặn luôn. Tiếp theo này, đây là mình con này của Renault này. Renault size L nhé, size L. Cái hiệu này rất quen trong kiện Nhật này. Đây. Polo của nó giá mua mới đó, cũng không cao lắm, chỉ tầm 1,5-2 triệu thôi. Con này độ mới cao này, độ mới tầm 90%. Tem Nhật nhé, con này hàng nội địa Nhật này, con này cho nó chỉ cho giặt tay thôi. Made in Japan, em Nhật này. Mã Y105 nhé, vai 58 bụng 54, dài áo là 63, dài tay 55. Con này size L hoặc là XL cho em nhé, dày dặn lắm. Con này chất len cực kỳ dày dặn luôn. Tiếp theo này, lấy nhà mình một con con này có te cao, một con hàng made in New Zealand. Con này nó ghi ở đây là cho giặt máy luôn này. Đây, em thấy những cái sợi len, những cái áo len mà nó kết cấu nó len nó bé, nó mỏng. nó nhỏ ấy, kết cấu len nó sợi len nó nhỏ thì em thấy thường là những cái áo ấy thường là anh em giặt máy được. Đây này, như cái con này, hàng made in New Zealand. Chất len mỏng. Đấy, con này nó ghi là cho giặt máy luôn. Đấy, thì anh em giặt máy thoải mái nhé. Mã Y106 này. Bụng 49 dài 70. Bụng 49 dài 70. Size XL cho em nhé. XL cho em ạ. Hàng made in New Zealand. Em thiết mới đét Y106. Tiếp theo này, lên nhà mình một con này của Mezzoni, một con chất len dày dặn nhé.
con này dày dặn lắm. Đây, màu đẹp luôn anh em ạ. Màu quá đẹp luôn này. 10K nhưng con này 19.5%. Mà Y107 này, bụng 54 dài 63. Bụng 54 dài 63 nhé, chất len cực kỳ dày dặn. Size L, xem trên áo là size L nhé. Mã tiếp theo này, lên cho mình một con cổ bẻ này, chất len mỏng này. Caption wear, size trên áo là size L nhé. Đây, con này kiểu dáng cổ bẻ này, cúc này. Đấy, nó có 3 hàng cúc nhé. Đây này, áo mới đó, chất liệu cực kỳ mịn luôn. Chất len mỏng cho em nhé, chất len mỏng ạ. Đấy, màu của nó sẽ là màu mộc kem nhé, mộc kem. Mã Y108 nhé, bụng 49 dài 63. Bụng 49 dài 63, con này size L cho em. Size M hoặc size L mặc được nhé. Chất len mỏng có dạng tốt. Con này tem ở trên này, nó chỉ có một cái tem trên này thôi. Tem trên này thôi anh em nhé. Đấy. Đấy, chất con này sờ mịn cực kỳ luôn anh em ạ. Sờ mịn cực kỳ luôn, màu kem, dễ mặc. Y108 này, bụng 49 dài 63. Mã tiếp theo này, đây nhà mình một con này Revon này, con này hiệu Nhật này. Nhật này, con này thì con này chỗ này nó hơi bị đây này. Anh em này. Đấy, cái sợi len này này, nó hơi bị thủng tí tí. Đấy, con này em cũng để tặng cho anh em nhé. Đấy, nó thủng một tí tí ra là anh em mặc thì nó không lộ đâu. Và nó lỗi xíu xíu em tặng luôn. Mã Y109 nhé. Vai 59 bụng vai 54 bụng 49 dài 66 dài tay 59 nhé. Con này thì size L, L hoặc XL cho em nhé. Mã tặng ạ, con này tặng cho bạn nào có đơn nhé. Mã Y109 tặng ạ. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con len này, con này là của Toropo size L. Con này là kiểu len nữ rồi. Con này áo con này áo nữ này. Mã Y110 nhé. Vai 52 bụng 48, dài áo là 75 nhé, dài tay 57. Con này là của nữ ạ, của nữ nhá. Con này 50.000, bạn nào lấy thêm bán kèm cùng đơn nhé, 50.000 áo nữ. Mã Y110 ạ, Y110. 50.000. Tiếp theo này, lên nhà mình một con chất len len con này vừa phải, không dày quá không mỏng quá, áo cổ tim nhé. Con này mới đó, chất mịn cực kỳ luôn. Mã Y111 nhé, vai 37 bụng 42, giá là 58, dài tay 62, tầm size M ạ, size M hoặc size S mặc cho em nhé. Con này cho giặt máy này, hàng nội địa Nhật này, tem tiếc mới đét, tem tiếc mới đét, Y111. Tiếp theo này, một con chất liệu len mỏng này, hàng của Nhật này, này của Dean, Osaka, Tokyo. Con này mới như áo mới cho em nhé, áo đen xì, áo cổ tim này. Áo của team. Con này chất len cực kỳ là mịn, sờ thích tay á, mới tinh. Mã Y112, vai 40 bụng 46, dài áo là 60, dài tay 54 nhá. Dài tay 54. Con này thì cũng mới tầm 92-93%, mới tinh. Chất len mỏng và rất mịn luôn. Con này cho anh em size M nhá. Y112, vai 40 bụng 46, dài áo là 60. Dài tay 54, size M cho em. Tiếp theo này. Con này len mỏng này, con này rách spillow này. Ủa, con này bị thủng mất lỗ đây rồi. Đây anh em này. Thủng mất tí tí. Mã này em tặng nhé, size L ạ. Y113, vai 52 bụng 46, dài áo là 63. Dài tay 56 cho em nhé. Tay dài 56 ạ, mã này tặng. Tiếp theo này, lên cho mình một con len cổ lọ này. Cổ lọ. Con này của T-Hill, size L nhé. Size L cho em này. Mã Y114 này, vai 50 bụng 48, dài áo là 72, dài tay 59 nhé. Con này bác nào sai tầm size XL cho em nhé, XL cho em. Đây, con len cổ lọ này, con này dày dặn, chất len cực kỳ mềm. Đây, áo có xẻ tà này. Đấy, áo có xẻ tà. Em nhặt cho em này. Tiếp theo này, lấy nhà mình một con len mỏng này, con này không mỏng lắm, hàng gu nhé. Size trên áo là size S, size trên áo là size S cho em này. Mã Y115, vai 51 bụng 40, dài áo là 67, dài tay 59, con này SO rồi, con này size M nhé. Con này em size M cho em, size M hàng của Gu nhé. Chất liệu len sở thích lắm. Hàng mini Thái Lan này, hàng xuất Nhật này, hàng của Gu mới đẹp đẹp luôn, con này mới nhiều mới ấy. Y115 nhé, vai 51 bụng 40,
dao lát 67, cái tay 59. Tiếp theo này, một con len mỏng nhá, con này màu lông chuột này, size L chất mịn lắm, con này của Comeka, áo cổ tim này. Mã Y 116 nhá, vai 46 bụng 47, dài áo là 64, dài tay 61 nhá, Y 116 cho em, mới tinh. Comeka, tem Nhật. Tiếp theo này, bên nhà mình có con màu xám tiếp này, con này của Decenter này, size M. Decenter này, size M nhá, con này dày dặn lắm. Dày dặn cực kỳ mà chất len nó cực kỳ đanh luôn nhá, áo như áo mới luôn. Mã Y 117 này, vai 55 bụng 51, dài áo là 58, dài tay 52 cho em nhé, Decenter. Này thì tầm size M, M hoặc L cho em. Này giặt máy thoải mái. Tiếp theo này, em lên một con cổ lọ này. Con này dày dặn lắm. Đây, một con len cực kỳ dày dặn luôn. Cổ tròn nhưng mà cổ nó cổ cao. Cao. Ở mã Y 118 này, vai 47, bụng 47, dài 64, dài tay 58 cho em nhé. Dài tay 58. Đây, tem Nhật này. Con này không giặt tay cho em nhé. Y 118. Tiếp theo này, đây là một con màu nâu này. Con này siêu phẩm này. Con này hàng Min Italy. Con này cho giặt tay đây. Magmara Made in Italy cho em nhé. Made in Italy này. Đây, màu nâu. Con này chất len thích lắm. Nó sợi len to ấy, nó mềm ấy. Mã Y 119 nhé. Vai 47, bụng 45, giá là 53, giá tay 58. Con này size M. Xe mờ cho em bằng là vừa nhé. Đây. Chất len con này đỉnh lắm. Ở mã Y 119 nhé, vai 47, bụng 45, giá 53, giá tay 58. Đấy, cổ tim. Xe mờ cho em. Tiếp theo này, lên nhà mình một con con này nguyệt tác này. Đây này, con này nó có cả hình cái máy giặt này. Cho giặt ok nhé. Đấy. Con này áo chưa sử dụng rồi, mã Y 120 nhé, bụng 44, dài 56, dài 56. Con này thì tầm size M nhé, M sẽ S cho em mặc được. Y 120 áo cổ tim. Tiếp theo này, bên nhà mình một con len dày dặn nhé, len dày dặn này. Con này một con hàng của Pháp này, size M này, Reprise gì này, chất len cực kỳ dày dặn nhé, màu quá đẹp luôn này. Ấy, con này hàng Paris Pháp. Chất len dày dặn ạ. Ở mã Y 121, vai 53, bụng 50, dài áo là 63, dài tay 56 cho em nhé. Dài tay 56. Size trên áo là size M. Con này giặt tay cho em thôi nhé. Hàng của Pháp, hàng xuất sang Nhật. Y 121, vai 53, bụng 50, dài áo là 63, 56. Con này size M, size L mặc được nhé. M hoặc L mặc được cho em. Tiếp theo này, bên nhà mình một con cổ tim này. Con này cổ tim cả hai bên. Chất len vừa vặn nhé, không mỏng quá đâu, vừa vặn. Mã Y 122 ạ, vai 64, bụng 44, dài 67, dài tay là 45. Con này nó kiểu vai nó trễ xuống ấy, cho nên là con này thì anh em tầm size L nhé, L hoặc XL mặc cho em. Đây là tem trên áo là size L này, con này cho giặt tay thôi. Tem trên áo size L nhé, L hoặc XL mặc đều được nhé. Con này chất len tương đối dễ dặn, nó dày vừa phải, không dày quá. Y 122. Tiếp theo này, Limited size M, made in Hồng Kông, chất len cực kỳ dày dặn luôn, ở Mỹ mới như áo mới luôn này. Đấy, đẹp không anh em? Mã Y 123 nhé, vai 46, bụng 50, giá là 61, giá tay 63. Con này anh em size M hoặc size L mặc được nhé. Và đây nó có một cái tem thôi, trên tem nó trên cổ hết rồi. Tiếp theo này, đây một con màu xám cho nhà mình này, size XL, The Shop TK. Sợi len nó làm rất là to này. Đấy, áo mới tinh. Mã Y 124 nhé, vai 47, bụng 52, dài áo là 74, dài tay 65. Con này XL cho em, XL. Con này cho giặt tay thôi nhé, Michina, hàng xuất Nhật, tem mới đẹp đẹp luôn. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con màu nâu nhé, con này đẹp thế. Jenner, size 2L. Đây, cổ bẻ này. Đấy, cổ này màu nâu này. Con này chất len cũng vừa vặn, không dày quá, không mỏng quá, có túi này. Áo màu nâu trơn.
mã Y125 nhé, bụng 51 dài 64, bụng 51 dài 64 cho em nhé. Này, Medicina hàng xuất Nhật mới đét. Ở mã tiếp theo nhé, đây nhà mình một con chất len dày dặn này, sợi len bản to, đây, họa tiết rất đẹp luôn này, đấy, con này mới đét luôn, size chỉ đáng nó size M, Kasarani, nó cái hiệu này hiệu châu Âu ấy, nó sẽ con này size L cho em, anh em size L cho em nhé, này L hoặc XL mặc được. Mã Y126 nhé, vai 56 bụng 50, dài áo là 69, dài tay 60, Y126, vai 56 bụng 50 dài 69, dài tay 60, con này phải L hoặc XL cho em nhé, L hoặc XL cho em, nó size châu Âu rồi, đây size M nhưng mà M Âu rồi, con này giặt máy thoải mái nhé, giặt máy thoải mái. Mã tiếp theo này, ở đây nhà mình một con len mỏng, con này mỏng lắm, sờ cực kỳ mịn luôn, đây màu đen trơn rất là dễ mặc luôn này. Mã Y127 ạ, vai 37, bụng 34 dài 66, dài tay 76, con này thì cho anh em tầm size size S hoặc size M cho em nhé, S hoặc M cho em. Mã tiếp theo này, đây một con này có khóa kéo ở cổ này, size trên áo nó size L, chất len dày dặn cho em nhé, màu muối tiêu rất là đẹp, dễ mặc luôn này. Mã Y128 nhé, vai 55, bụng 47, dài áo là 67, dài tay 56, size trên áo nó size L này, vừa chữ này khó đọc quá, size L nhé anh em nhé, mới lắm, con này mới tinh, con này mới tinh cho em. Đây, con này chỉ giặt tay thôi anh em nhé, con này giặt tay thôi. Tiếp theo này, một con khóa kéo tiếp nhé, khóa kéo size XL, XL con này hàng của Aniquilo, Aniquilo này, chất len cực kỳ dày dặn luôn, cực kỳ dày dặn cho em nhé. Mã Y129 á, vai 43, bụng 54, dài áo là 70, dài tay 69 nhé, con này XL cho em, áo cực kỳ dày dặn luôn, size XL cho em, Aniquilo, đây, em Nhật. Tiếp theo này, lên tiếp tục Aniquilo tiếp này. Con này cổ nó hơi đây này, cổ làm hơi điệu tí. Đấy, chất len cực kỳ dày dặn luôn. Mã Y130 nhá, vai 47, bụng 54, dài áo là 63, dài tay 64 cho em nhé. Aniquilo, chất cực kỳ dày dặn luôn. Đây, giống con kia, có cả cúc dự phòng luôn. Đấy. Tiếp theo này, lên nhà mình một con màu nâu này. Nâu đẹp này, màu đẹp này anh em này, dễ mặc. Size XL nhé, mã Y131, vai 41, bụng 45, dài áo là 59, dài tay 62, con này kiểu XL nữ này, đây là nếu mà nó cũng cùng form với nam ấy, con này thì anh em tầm size M là mặc được, size M cho em thôi. Đây con này giặt máy thoải mái luôn này, hàng của Muji nhé, Muji. Mã tiếp theo này, đây nhà mình con cổ tròn này, cổ tròn này, con này cũng của Renault nhé, của Renault này. Đấy. Đây, màu đẹp dễ mặc này, mã Y132 nhé, vai 46, bụng 46, dài 59, dài tay 57, dài tay 57, đấy, chất len co giãn cực kỳ tốt luôn, mềm lắm, mềm mỏng, đây, tem Nhật. Tiếp theo này, lên nhà mình một con cổ lọ này, cổ lọ dày dặn này, màu đẹp này, ồ, nó bò, một tem trên này, đây, cổ lọ này, màu đẹp này anh em này. Con này mặc body thôi, này mặc body cho em đây. Y133 nhé, vai 40, bụng 37, dài 70, dài tay 60, size M nhé, anh em size M, size M hoặc size L mặc cho em này, nó mặc kiểu body. Tiếp theo này, lên nhà mình một con cổ lọ tiếp nhé, cổ lọ màu xám lông chuột này, ui chất con này sờ mịn lắm em ạ, Aniquilo ạ, size S, made in Việt Nam, con này sờ mịn lắm, sờ thích cực kỳ luôn. Y134 nhé, vai 36, bụng 38, dài 61, dài tay 66, đây anh em cứ chuẩn size S hoặc size M mặc được này. Mặc lên nó còn có giãn, hàng của Aniquilo, Aniquilo. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con cổ tim, con này hàng của Mỹ, Studio One, hàng của Mỹ, size L, chất len rất to, rất đẹp luôn này. Đấy. Mã Y135 nhé, vai 50, bụng 52, dài áo là 67, dài tay 61 cho em, dài tay 61 nhé. Đây, cũng hàng nội địa Nhật cho em nhé, tem Nhật này. Mã tiếp theo này,
lên nhà mình một con American Holic màu nâu nhạt, size M, size M cho em nhé. Mã Y136 này, vai là 61, bụng 57, dáo là 61, dài tay 47. Nó sẽ mặc theo cái kiểu trễ, nó làm tay ngắn kiểu như là vai dài ấy, để nó mặc trễ xuống ấy. Con này anh em cứ chuẩn size M mặc cho là vừa thôi. Chuẩn size M có cả xẻ tà này. Đấy. Y136 nhá, Y136. Size M made in Bangladesh. Tem mới đét, con này mới tinh nhờ mới. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con màu con này len mỏng nhá. Này cũng len mỏng này. Nó không mỏng quá đâu, không mỏng quá đâu. Có 4 cúc ở đây. Con này made in China, size L. Size L nhá. Con này cũng hàng xuất Nhật cho em ạ. Đây. Y137 nhá. Vai 51, bụng 49, dài 66. Tay dài 63. Tay dài 63, size L nhá, chuẩn L cho em. Chuẩn size L cho em. Đây, tem Nhật này. Con này giặt máy được. Tiếp theo này, lên con size M này, con đẹp quá anh em ạ. Con này đẹp quá, chất len nó đỉnh cực kỳ luôn. Của team, chỗ này thêu này. Thêu rất đẹp nhá. Size M này, con này áo gốp này. Torres pin này, áo gốp. Con áo gốp này rất đẹp luôn này, tay nó làm tay bò này. Tay bò này. Mã Y138 nhé. Vai 48, bụng 42, dáo là 64. Đây, con này chuẩn size M cho em nhé. Chuẩn size M. Hàng nội địa Nhật. Con này chỉ giặt tay thôi. Con này giặt tay thôi. Con áo gốp này, con này anh em mặc cái áo sơ mi bên trong, áo này ngoài đẹp. Quá đẹp luôn. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con size L này, Amote. Sợi len nó làm tương đối rất to này. Đấy. Đây. Họa tiết 3 màu rất đẹp. Mới tinh nhá, con này mới tinh này. Mã Y139, vai 49, bụng 47, dài 67 nhá, dài tay 65. Dài tay 65 cho em. Tem Nhật này. Đấy, con này giặt máy thoải mái. Mã tiếp theo này, lên một con họa tiết rất đẹp này. Màu họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Màu đúng như video nha anh em nhé. Mã Y140 nhé. Vai 53, bụng 49, dài 65. Dài tay 53, size L cho em ạ. Tầm size L cho em. Con này giặt máy được đây này. Nó có một cái tem chất liệu ở đây thôi. Con này cũng hàng nội địa Nhật cho em nhé. Tem này, đấy. Quá đẹp ạ, quá đẹp luôn. Y140 nhé. Vai 53, bụng 49, dài 65. Dài tay 53, size L cho em. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con Zile. Zile len. Zile len. Quá đẹp luôn. Chất liệu vừa phải nhé. Không dày quá, không mỏng quá đâu. Có một cúc dự phòng này. Đấy. Con này giặt tay cho em thôi nhé. Con này giặt tay cho em thôi. Mã Y141 này, bụng 47, dài 65. Bụng 47, dài 65. Size L hoặc là XL cho em ạ. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con màu xanh rêu. Xanh rêu size M này. Louis Chavon. Xanh rêu này, ô này đẹp, màu đẹp quá luôn này. 4 cúc nhá. Chất của nó cực kỳ là đanh luôn. Cực kỳ là đanh luôn. Nó bên trong nó giảm cái áo nữa. Đây này, cái đoạn này nó giả cái cổ áo thôi anh em nhé. Đây này. Đấy, giả cổ áo đó, chất của nó anh em nhìn này, bên trong bên ngoài xịn cực kỳ luôn. Con này mới tầm 97-98% luôn, mới tinh. Mã Y142 nhé, vai 43, bụng 48, dáo là 66, dài tay 60. Cúc dự phòng này, tem tiếc mới đẹp đẹp luôn. Con này giặt máy thoải mái anh em ạ, giặt máy thoải mái. Tiếp theo này, lên một con màu xanh nhé, xanh cổ tim. Con này cũng mới tinh. Họa tiết đẹp này, dễ mặc này. Mã Y143 nhé. Vai 43, bụng 41, dài 61, dài tay 58. Con này anh em size M nhé. Size M mà cho em. Áo mới lắm anh em ạ. Mới tinh. Đây này, họa tiết nó dệt bên trong bên ngoài làm đẹp lắm. Đây. Con này như kiểu mặc được hai mặt. Con này như mặc được hai mặt anh em ạ. Để em xem. Đúng rồi, con này mặc được hai mặt đấy. Áo len mặc được hai mặt luôn.
Đây, hai mặt nó làm em thấy nó như nhau. Đây này. Đấy. Đây. Và nó không có tem, chứng tỏ là nó mặc được hai mặt nhé. Len mặc hai mặt. Con này siêu phẩm quá. Chúc mừng bạn nào chốt được con này rồi. Y143 nhé. Vai 43, bụng 41, dài 61, dài tay 58. Y143, áo len hai mặt. Len hai mặt. Nó phải làm cái công nghệ cực kỳ đỉnh luôn thì nó mới làm được cái len hai mặt như này em. Hai mặt. Mà tiếp theo này, lên nhà mình một con len màu đen, con này là Recta size 2L này. Này logo thêu này. Thêu này. Con này mới lắm, con này mới kỳ luôn. Mã Y144 nhá. Bụng 51 dài 69 ạ. Con này size XL cho em. Y144. Len vừa phải không dày quá đâu. Con này giặt tay nhé, giặt tay cho em. Mà tiếp theo này, lên nhà mình một con len cổ trụ này. À đâu, cổ lọ màu xanh than nhé. Con này chất dày dặn này. Y145, vai 53, bụng 56, dài 72, dài tay 65 nhé. Dài tay 65 cho em ạ. Con này hàng của Gu này. Made in China, hàng xuất Nhật. Hàng của Gu nhé. Y145, vai 53, bụng 56, dài 72, dài tay 65, XL nhé. XL trở lên cho em. Tiếp theo này, đây một con chất len rất là hay này, size L này. Size L cho em này, màu đẹp này, độ mới cao. Mã Y146 nhé. Vai 40, bụng 46, dài 57, dài tay 68. Con này size S hoặc size M cho em thôi. Size M. Tem Nhật này. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con Golden Beer. Màu quá đẹp luôn anh em ạ, màu này các chú bác mặc cực kỳ hợp luôn này. Hêu này. Golden Beer size L nhé. Mã Y147 ạ. Vai 59, bụng 51, dài 60, tay 53. Chuẩn L cho em. Chuẩn L mà vừa nhé. Con này giặt tay cho em thôi ạ. Giặt tay. Mã tiếp theo này, lên nhà mình con len mỏng Aniquilo nhé. Size L hàng made in Việt Nam. Len mỏng, len mỏng. Mã Y148 nhé. Bụng 46, dài 64, chuẩn L cho em ạ. Chuẩn L cho em anh em nhé. Aniquilo này. Con này giặt tay nhé. Giặt tay cho em này. Tiếp theo này lên nhà mình một con xanh xanh rêu. Mũ sinh số E size L. Màu xanh trơn này. Xanh rêu nhé. Con này họa tiết theo con chim. Cánh cụt. Size con này XL cho em nhé. Mã Y149 ạ. Bụng 49 dài 71 nhé. Con này size L Âu rồi. XL cho em. XL mặc cho em. Này, hàng made in Japan. Rồi mã cuối cùng này, lên nhà mình con len mỏng Aniquilo này, size L hàng made in Việt Nam nhé. Len mỏng chất mịn cực kỳ luôn. Chất mịn cực kỳ luôn. Aniquilo nhé, size L cho em ạ. Mã Y150 mã cuối cùng rồi. Vai 45, bụng 50, dài 67, tay dài 68, chuẩn L cho em nhé. Aniquilo ạ. Tem đen của Aniquilo này. Len mỏng. Rồi ok. Vậy là em Dương đã lên hết 50 mã áo len trong video ngày hôm nay nhé. Rất cảm ơn các anh chú và các mình đã chú quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi tối ngày hôm nay lúc 12 giờ tối hàng ngày nhé. Chắc là khả năng là nếu mà kịp thì tối nay em sẽ lên thêm áo giữ nhiệt cho các anh chú và các mình nhé. Bye bye.